Ayri là vị tướng đấu sĩ sát thủ có khả năng xông pha vào đội hình địch, băng cắt và tấn công các mục tiêu đơn lẻ cực kỳ hiệu quả. Ayri sở hữu lối đánh vô cùng ảo diệu khi gần như sở hữu tất cả mọi thứ, từ khả năng tấn công, đẩy lẻ cho đến phòng thủ nhờ vào bộ kỹ năng cơ động, công tốn năng lượng và đặc biệt là lượng sát thương vô cùng lớn. Bản thân đánh bắt trọng trách của cả dòng tộc ninja, Ayri không chỉ xuất sắc đạt được danh hiệu cao quý thượng nhẫn, mà còn được chính thời tổng mình Lý Công Đông chứng nhận tài năng của cô trong dấu ấn tổng ngài ban tặng. Chào mừng các thiện tướng đến với tâm điểm tướng Ayri, ninja rồng.